Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối ngày 13 tháng 5, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh về việc chi nhánh công ty cổ phần Phú Lân 2 đóng tại phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, xả khói thải gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của người dân nơi đây đảo lộn. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt công ty này với số tiền 70 triệu đồng. Qua kiểm tra, công ty chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đối với bụi và khí thải thải ra môi trường được phát sinh từ hai lò truyền nhiệt sử dụng nhiên liệu là củi ép. Nước thải của công ty được phát sinh từ công đoạn vệ sinh máy móc thiết bị và lượng nhỏ từ quá trình tẩm thuốc. Ngoài việc ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 70 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào yêu cầu công ty lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận thực hiện việc xử lý triệt để khí thải phát sinh từ các ống khói, ống thoát hơi từ buồng sấy, thực hiện xử lý và tái sử dụng nước thải sản xuất, xử lý nước thải sinh hoạt, đảm bảo đạt quy chuẩn về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.